bài thuyết trình của tôi đến đây là hết xin mời các nhà đầu tư cho câu hỏi để chúng ta có thể hiểu rõ hơn 10 này là gộp chung tất cả các mảng hay là tách rơi từng mảng phần trăm này là sẽ tỷ. chung cho cả hai mảng dạ nhưng tiền nguồn vốn thì sẽ được đầu tư để cho đó, mảng, mảng mới sáng. rồi hai năm vừa rồi thì doanh thu và lợi nhuận của công ty thì là như thế nào ấy? Bởi vì nó tăng liên tục cho nên chúng tôi sẽ lấy vào cái tháng cuối cùng hoặc là trung bình của 3 tháng cuối cùng thì hiện nay á, là GMV là 30 tỷ một tháng được. và. từ đó chúng tôi có lợi nhuận là 1 tỷ một tháng và đó là thu đủ bồi chi với cái mức tăng trưởng lợi nhuận hàng tháng là 15%. Hai năm đầu tiên là không có doanh thu, hai dạ. năm đầu tiên hoàn toàn là chúng tôi bỏ ra để xây dựng hệ thống đúng không ạ? Thì năm 2016 là uh, trung bình là 300 Quả. nhân với lại 10 uh, hay là 3 tỷ 6 về doanh thu. Doanh thu 3 tỷ 6 cho 2016. Rồi. Dạ. Tôi nổ 30% trong số đó. Khoảng 1 tỷ 2. Dạ, khoảng 1 tỷ 2. Thế còn 2017 ạ? À? Đến thời điểm này, 10 tháng à? Đến thời điểm này thì là trung bình là 800 triệu một tháng nhân với 10 tháng. Dạ, 800 triệu một tháng nhân với 10 tháng và là 8 tỷ. Vâng. vâng. Rồi nãy anh bảo là dân thu của mình đang là 30 tỷ Nãy ở anh sao? nói 30 tỷ là, là GMV Trong cái ngành về máy bay này chúng ta có cái niệm Gross Merchandise à, Value à, okay, Đó, đó rồi. là GMV đó. Tính đến thời điểm này là năm 2017 là thu đủ bù chi Hoàn toàn nguyên đó. trong một năm qua chúng tôi không lỗ và không lại và Kết nếu quả kinh doanh thì sao? Năm 2018 nếu theo dự kiến Chắc chắn chúng tôi đặt mục tiêu là sẽ lợi nhuận ở trong số đó là 30% Trong năm 2018 Đối với khách sạn mà 3, 4 sao thì họ cần rất nhiều về hệ thống Thì anh mô tả thêm về cái hệ thống của anh và sao nó khác biệt với những cái hệ thống hiện tại trên thị trường Thì để về mặt hệ thống thì chúng tôi sẽ chia ra làm 3 giai đoạn Giai đoạn thứ nhất tôi xây dựng toàn bộ cái hệ thống vận hành đó để cho con người của chúng tôi có thể làm việc Và đồng thời tức là đối với cái kho hàng thì hệ thống của tôi sẽ kết nối với booking.com Vậy có nghĩa là nếu anh chị lên trên đây các anh chị sẽ có hoàn toàn tất cả các phóng hiện nay đang ở trên booking đang có giá của các khách hàng bình dân họ sẽ đều hết nhưng khi đã về đến hệ thống bên tôi thì nó phải thay đổi cái mô hình cho nó phù hợp vậy thì khi hàng về đến đây hiển thị lên khách hàng thì nó phải đi theo đúng với cái mô hình mà tôi mong muốn bao gồm làm sao để có thể bán sớm phòng hơn nữa làm sao để có thể đẩy khách vào những cái dịp thấp điểm hơn nữa thì cái việc đó về mặt kinh doanh các anh chị cũng không có gì là bí mật cả đó là chúng ta phải giảm giá vào trong cái dịp thấp điểm thì đó là cái giai đoạn 1 chúng tôi hoàn tất xây dựng toàn bộ cái quy trình đó để có thể lấy hàng của tất cả các bên khác và giai đoạn 1 là đã thực hiện rồi đã thực hiện rồi đến giai đoạn 2 là cái giai đoạn chúng tôi cần có nguồn vốn của nhà đầu tư để làm sao trong vòng một năm tôi phải đưa được 80 phần toàn bộ cái inventory của khách sạn hiện nay lên hệ thống của mình thì theo những cái plan này là một ngày chúng ta sẽ phải bán 3.000 phòng và vấn đề là 3.000 phòng đó chỉ tương đương với một phần market share sau khi đưa được 80 phần cái số lượng khách sạn lên trên hệ thống này thì đó là giai đoạn 2 năm tiếp theo chúng ta sẽ phải tiêu tốn cái đó để acquire user và chi phí làm sao để trong hết năm thứ hai nó sẽ là 7% market share và hết năm thứ ba nó sẽ là 32% market share. Thì đó là ba cái step. Thì cái step số 1 là chúng tôi đã hoàn tất. Thực tế tôi thấy rằng là cái việc phòng ấy giống như vé máy bay á nó sẽ bị ế vào cái phút chót là cái sự lãng phí cao nhất. Dạ. Nên chăng là anh 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 đi vào một cái công nghệ đặt phòng last minute. Dạ. Giá rất rẻ bởi vì lúc đấy người ta chỉ bán thêm được cái nào thì hai cái đó thôi. Thì cái triết lý của tôi đó đơn giản như thế này một khi công suất phòng nhỏ hơn 60% ưu tiên tuyệt đối cho việc bán sớm là bởi vì 60% đó là giá gốc của họ từ 60% đến 80% là anh phải cải thiện chất lượng dịch vụ và chỉ khi nào trên 80% thì last minute nó mới có tác dụng hiệu quả phải đầy bán sớm nhất có thể bán nhanh nhất có thể giá rẻ bán theo tôi hiểu một cách logic trong ngành anh cũng làm một dạng phân phối mà Đạ. bản chất anh là người phân phối trung gian Đạ. thì đối với ngành phân phối anh muốn đạt được cái mức hoa hồng cao hơn thì hoặc là anh phải phải cam kết bằng tiền anh đặt để bao bao tiêu cái số lượng phòng nhất định nếu anh không đạt được có thể bị phạt à, à, đấy là ổn. cách thứ nhất cách thứ hai là anh cam kết nhưng mà từ từ sao không thể một chút xíu là tại sao anh lại phải đặt vấn đề là anh phải nhận commission cao hơn commission như như nhau tôi bán với volume lớn hơn và với cái chi phí để vận hành bán một cái đó nhỏ nhất có thể và tôi phải lời ngay trên từng cái phòng đó Mà tôi sống bằng cái việc bán nhiều hơn Tại sao lại bán được nhiều hơn? Vì bản chất tổng lượng khách nó vẫn như thế Vé máy bay người ta đang giảm giá từ 4 triệu xuống 2 triệu Thì tăng được chuyển dịch từ cái hình thức đi ô tô sang máy bay Nhưng liệu rằng cái chuyện chúng ta giảm một cái vé khách sạn từ 600 xuống 400 Liệu nó có tăng được tổng cầu hay không ấy Ý nói là nếu muốn chủ khách sạn ấy nó giảm giá vé từ 600 nghìn ấy thì nó phải tăng được cái tỷ trọng khách ở lên, khách ở lên, mới, mới có cơ sở để giảm. Chính xác. Dạ. vậy thì ý nói là nếu không tăng được ấy, thì ông uh, offline online không quan trọng mà dạ, nếu mà tình trọng đến thì người ta lấy cái gì để thì nó không giả, lấy cái gì bù quan trọng chính xác cái ý mà tôi hỏi về việc là anh có cam kết bằng tiền hoặc anh cam kết bằng hoa hồng hay bằng cái gì đó để người ta tin rằng là đặt thông qua anh bởi vì làm được. nếu người ta giảm từ 600 xuống đến 300 nhưng cuối cùng chỉ thêm được khoảng 5 phòng thôi thì không nó no đúng không thậm chí người ta còn đau cả toàn bộ cái business của người ta anh chỉ nhìn bài toán taxi đi không phải rằng là uber chỉ có cướp khách của tại taxi truyền thống nó tăng được tổng cầu nhưng nó cũng dịch chuyển từ bên này qua bên này bởi vì nó bị dịch chuyển qua đây nên thằng này nó mới chết đúng không ạ đó là hai cái song song cùng tồn tại cùng muốn hướng tới chứ một cái là không bền vững khi Vietjet em mới ra đời cách đây năm năm 12 triệu khách nội địa đúng không ạ và bây giờ là 28 triệu và trước kia chỉ có như anh Vương anh Khoa các anh ngồi đây may ra mới đi máy bay còn bây giờ ai cũng có thể đi máy bay anh biết không, bây giờ một cái 3 sao cùi bắp 600 nghìn 4 sao long lanh, phục vụ khách quốc tế luôn 800 nghìn Thì cái đó là Phong nói giá Là bởi vì cái giá đó Chúng ta phải kéo nó về với giá hợp lý Để làm sao nó là 300 nghìn Anh anh uh, hy vọng là sẽ kéo nó xuống 300 nghìn Tôi tôi nhìn vào low cost airline 5 năm trước không ai có thể mơ tưởng Một bà ngoài Bắc đi vào đây bán giao dọc đường có thể mua Tôi là người sẽ thay đổi cái cuộc chơi đấy Bằng cái công nghệ phân phối mới Để đơn thuần á, là ăn cắp copy từ cái mô hình hàng không giá rẻ vào với cái phân khúc này trong vòng một năm nữa anh tin anh sẽ thấy rất nhiều các đại lý offline sẽ phải phá sản vậy thì cái đối tượng khách hàng tiềm năng dịch chuyển sang ở khách sạn nó đến từ đâu nếu nguồn đấy là là khả thi ấy, thì cái kế hoạch của chúng ta nó sẽ khả thi thế thì bây giờ nó như thế này <laughs> thì lại quay phải trở lại chúng ta thấy với nhau rằng là có 38% phần trăm công suất phòng hiện nay và 92% hiện nay là đang đi qua TA và TO thế thì chúng ta sẽ phải đặt ngay câu hỏi. thế thì bây giờ cuối cùng một cái người individual hiện nay đang muốn mua phần khách sạn thì làm cái kiểu gì? Thì họ tự đi tìm thôi. Tìm bằng cách nào? Tìm ở đâu? À, chị, cái việc đấy họ có thể ra các cái đại lý bình thường họ tìm được đúng không ạ? Hoặc là họ đến gặp cái nào đến gặp đấy và tổng cầu nó vẫn thế. Nếu mà giá từ 600 xuống 300 thì nó sẽ thêm được cái đối tượng tiềm năng là ai và cái khối lượng này có lớn hay không thì ý mình là như thế. Một sự kiện không thể bỏ lỡ trong tháng 11 này, Satchan Forum 2022, Transforming Your Business with Blockchain Technology, công nghệ chuỗi khối gia nhập cuộc chơi, bứt phá tăng trưởng. Tank Forum 2022 sự kiện hoành tráng nhất năm dành cho các startup và doanh nghiệp SMEs trên cả nước. Định hình bức tranh công nghệ blockchain bởi các chuyên gia hàng đầu Việt Nam và quốc tế. Phá vỡ rào cản ngại chuyển đổi số, tìm ra giải pháp ứng dụng chuyển đổi số hiệu quả cho doanh nghiệp. Hãy là người đầu tiên sở hữu chiếc vé của Shatang Forum 2022, ưu đãi lên đến 20%. nhớ bấm nút theo dõi sát cam Việt Nam và các chuyên mục hấp dẫn tại đây. Hội thảo lớn nhất về chuyển đổi số và blockchain dành cho cộng đồng startup, doanh nghiệp SMEs, sát tanh Forum 5, đột phá tăng trưởng trong nền kinh tế số. Fineer siêu ưu đãi lên đến 40% khi nhập mã sát tanh. Vé viết tham dự full hội thảo và tiệc ăn chưa cùng dàn diễn giả chỉ từ 1 triệu 400 nghìn đồng. Vé thương gia chỉ từ 960 nghìn đồng vé tiêu chuẩn chỉ từ 480.000 đồng. Đặc biệt, nhận ngay quà tặng độc quyền từ Sắc Tanh Việt Nam nếu đặt vé trong ngày hôm nay. Nhanh tay quét QR code đã để hưởng chọn ưu đãi, áp dụng đến hết ngày 23 tháng 11.